Đường hoa bạch đằng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một vừa khai mạc vào chiều tối qua. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Bích Hạnh. Đường hoa bạch đằng được trang trí theo chủ đề Thủ Dầu Một chào xuân. Điểm nhấn đặc sắc của đường hoa năm nay là linh vật rồng vàng phun nước cầu chúc may mắn. Trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, rồng là biểu tượng linh thiêng liên quan đến truyền thuyết con rồng cháu tiên. Nhìn từ góc độ văn hóa, rồng là nguồn sáng tạo nghệ thuật tạo hình của người Việt. Từ xa xưa, ông cha ta đã tin rằng năm Thìn là năm mang đến đại cát đại lợi. Công trình rồng vàng phun nước cùng với nhiều cụm tiểu cảnh trang trí hoa tươi góp phần mang đến niềm vui cho người dân thành phố và khu vực lân cận đến tham quan chụp ảnh. Tại lễ khai mạc, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trang trí làm đẹp đường phố Thủ Dầu Một chào mừng xuân mới 2024. Gia đình tôi đi từ ở Bắc Tân Uyên lên đây đi đường lễ hội đường hoa, ấn tượng nhất là con rồng, là giúp cho người dân chúng tôi rất là phấn khởi và niềm vui, và mong muốn người dân mình được nhiều sức khỏe, còn tỉnh Bình Dương mình nhiều khởi sắc. Không chỉ có các tiểu cảnh sinh động, đường hoa bạch đằng còn có các hoạt động mang tính truyền thống của Tết Việt như gói bánh tét, bánh chưng, viết thư pháp. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tham quan đường hoa và gửi lời chúc đến những người dân đang du xuân năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an.